Xin chào cả nhà. Số ngoài biển Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một bộ lồi 3 chiếc nhé các bác nhé. Phù hợp sử dụng cho gia đình 4-5 người dùng ok luôn. Một con này đường kính to này, đường kính 23,5 sâu 11 này các bác này. Con này 480.000 nhé, nồi inox 2 đáy dày lặng đun từ ok. Tay chân còn rất chi là đẹp luôn các bác nhé. Này. Đấy. Tay chân không vỡ, không nứt, không cháy. Con này 480. 480 nhá. Nồi đẹp luôn. Inox 2 đáy dày lặng đun từ ok. Con này đường kính to nhất là 23,5 sâu 11. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 22 sâu 11 này. Con này 500.000 này. 500 nhá. Inox 2 đáy dày lặng, con này dày nhất này. Cực kỳ dày luôn. Cái này các bác kho tôm, rang tôm, kho cá các thứ là ok luôn. Một con nồi thương hiệu design của Pháp này. Này. Đấy. Con nồi quá đỉnh luôn, chất lượng nhá. Con này 500.000 này đun từ tốt nhá. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính bé nhất là 19 sâu 9 này, con này 300.000 này. Nồi inox 2 đáy dày nặng đun từ ok nhá các bác nhá. Đấy. Một bộ 3 món như thế này là tổng là 1.280.000 nhá, bao ship cho các bác. 1280 bao ship này. Con này 300 cộng với 500 là 800, 800 cộng với 480.000 là 1.280.000 bao ship cho các bác một bộ 3 món như này nhá. Hàng vô cùng dày luôn, toàn bộ là cái dòng 2-3 lớp luôn. Đấy, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Một bộ 3 chiếc như này đun từ ok nhé các bác nhé. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.